Theo thông tin mới nhất thì Hunter Combat sẽ được lead airdrop vào ngày 26 tháng 9 anh em nha. Và đây là một cái trò chơi game tap tuôn trên Telegram. Anh em mà chưa có đào thì nhanh nhanh đào, lấy link bên dưới video này nha. Anh em chỉ việc mở lên rồi bấm vào màn hình. Nếu như anh em sử dụng điện thoại Android thì có thể đào cái auto click này về nha, để nó tự động đào. Tôi sẽ bật nó lên này. Đó, bật nó lên và chọn vào play thì nó sẽ tự động đào. Nó đào hết rồi này. Stop. Ở đây có phần tăng cường này. Cái phần tăng cường này mỗi một tiếng thì sẽ được mở cái phần tăng cường này, và trong vòng 24 giờ được mở 6 lần. Tôi sẽ chọn vào full này, chọn nhận. Đó thì nó lại đầy, tôi sẽ tiếp tục đào. Rồi nó đào hết, tôi lại stop. Ở đây nó có danh sách nhiệm vụ này, nhập mã hàng ngày này, rồi là thẻ kết hợp này, mini game này. Anh em mà hoàn thành càng nhiều các nhiệm vụ thì cái phần thưởng airdrop nó sẽ càng nhiều nhá. Rồi anh em mà chưa có link để đào cái Hunter Combat thì hãy nhấn vào link bên dưới video này.